nhà chị Hảo địa chỉ bao nhiêu rồi nhỉ? 484 hay 464? 464 Võ Nguyên Giáp. Đây là quán bánh đa mà buổi sáng của mình hay ăn ở đây. Đây chính là món bánh đa. Quán này rất là đáng yêu và cute đấy. Có quả bộ quần áo chuột Mickey. Đây, một tip cho anh em mà khi nếu mà khi nào mà anh em đang bận mà vội mà chuẩn bị tập mà chưa có điều kiện ăn uống đầy đủ ấy, thì có thể làm một cái bánh như này để đi tập cho nó sung hơn nhá.